rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một server của con Công Thành Xưng Đế. Server này mở cũng được 3 ngày rồi nha. Thì hôm nay mình mới thấy nên mình review cho các bạn. Thì cái này là full tiếng Việt nên phần đăng ký thì mình cũng không cần phải mà giới thiệu đến các bạn nhiều. Mình vào hẳn luôn cái phần trong ha. Thì vài ngày qua thì chúng ta đã chơi những con game server Trung Quốc rồi, thì hôm nay chúng ta trở về chơi game Việt hóa đi. Game này là không có thâu GM nha các bạn. Thì cái hai cái bản thâu GM kia thì mình xin nói với các bạn luôn là các bạn chơi các bạn chú ý ha, đừng có thâu nhiều quá ha. Thứ nhất là server này nó không sập nhưng mà nó sẽ lắc. Một lần mà nó lắc mà nó reset lại là những cái acc nào mà thâu nhiều thì nó sẽ có nguy cơ là sẽ bị reset acc nha. Nên các bạn nào, nói chung là nó reset cũng random lắm. Là mình cũng không có hứa trước là bạn này thâu quá trời mà sao không bị reset, mà bạn kia thâu ít mà bị reset ha. Nên chúng ta cứ để ở trong gương ít thôi. Để mà để nhiều thì nó sẽ bị, nó quét qua mà nó thấy chúng ta dư đồ nhiều quá thì nó sẽ cho chúng ta về vạch xuất phát lại ha các bạn. À còn một vấn đề nữa là hai cái con game đó là chúng ta thâu bằng cách tên nhân vật nha. Các bạn vào link thâu á, là bấm vào cái tên nhân ở trên là cái tài khoản với cái password là sử dụng tên nhân vật của các bạn luôn đó nha. Chú ý là con đông tà tay độc là với con mà quan trọng là con đông tà tay độc á, là cái các bạn thâu bằng cái Google Chrome thì nó sẽ bị chặn web nha. Có lúc được, có lúc không nha các bạn. Nhưng mà mình được biết một số anh em cho biết là con đông tà tay độc đó là nó thường xuyên là reset nhân vật đó nha các bạn. Nên các bạn thâu cẩn thận nha. Mình không có chịu trách nhiệm về những trường hợp mà bị reset nhân vật nha các bạn. Tại vì mình cũng đâu có kêu các bạn mà nạp tiền để chơi đâu. Mình không có kinh doanh đây nha, mình chỉ là tìm game cho các bạn. Còn anh em mà yêu mến mình thì có thể ủng hộ mình. Bây giờ mình dẹp luôn cái link donate rồi nha. Các bạn ủng hộ bằng cách inbox với fanpage nha. Rồi chuyển khoản hoặc là cạc việc heo gì cũng được ha các bạn. Chứ mà giờ kêu các bạn mà donate thì mình cũng đâu có livestream đâu. Mình tính like hổm gà nên mình tạo qua cái trang don nhưng mà chưa có like nên cái trang don nó tạm thời chưa xài tới đi. Con này đồ họa vẫn đẹp như xưa ha, mà có tiếng Việt nữa thì chúng ta dễ hiểu hơn. Mình giới thiệu các bạn con này để làm cái gì? Đó là các bạn cứ chơi đi ha. Nó thâu bao nhiêu thì nó cho chúng ta bao nhiêu thì chúng ta cứ chơi. Và các bạn cứ chơi đi tới vài ngày nữa mình kiếm con thâu GM về thì chúng ta qua đó chúng ta chơi. Có khi một ngày là 3-4 cái game nhưng mà không có thời gian để mà làm.
Còn có ngày hả, ta nói không có cái game nào để làm luôn, thiệt chán gì đâu. Game Trung Quốc thì nó phi nhiều, nhưng mà lâu lâu thì nó hay bị dis server. Không phải dis mà nó bị lắc. Các bạn nào vào không được thì có thể thử lại nửa tiếng, 2 tiếng, chậm nhất là 1 ngày nha các bạn. Con này là đâu rồi? Con này là ngàn phải không? Chục ngàn, trăm ngàn, triệu, vậy là 5 triệu. Tổng cộng là chút là chúng ta hình như là phi được này gì vậy? Đồng phải không? Đồng là được 5 triệu. Còn vàng là được 10 triệu ha. Ad nó nói với mình là online 7 ngày sẽ nhận được tướng cam gì đó, Triệu Vân gì đó, quên mẹ nó rồi. Hôm nay chúng ta đổi gió qua chơi con này ha. Nhìn chung là thấy con này chắc anh em chơi ít rồi đó. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh mình, ủng hộ kênh mình nha các bạn. Nếu thấy hay thì hãy giới thiệu cho bạn bè vào chơi với nha. Nói với kênh này chưa có được mở kiếm tiền gì đâu các bạn. Cái thời gian xem nó còn khoảng 2.000 giờ nữa nên còn lâu lắm. Chủ yếu là làm cho vui thôi. Anh em nào thấy muốn ủng hộ kênh thì có thể donate bằng cách inbox cho fanpage ha. Ủng hộ cái cạc 10.000 20 để mà đăng ký 3G này nọ thì để mình rip tin nhắn cho các bạn cũng ok ha. Momo chuyển khoản 5.000 10.000 gì cũng được ha. Mình không có đòi hỏi gì hết, các bạn có lòng là được rồi. Nói chung các bạn có lòng là mình thấy mình vui rồi. Rồi bây giờ nó chỉ cái gì vậy? Rồi bây giờ chúng ta nhận hưởng ha. Ở đây là nó có bấm vào chữ nạp, quyền lợi, bấm vào chữ mua ha. Đó. Rồi chúng ta bấm vào chỗ khác, túi, VIP, dùng. Rồi ok rồi đó. Vậy là các bạn đã lên được VIP 15 ha, mua full đồ VIP 15 ha. Đó, VIP 15 đây là nó được thêm 5 triệu nữa nè. Đó, mua. Mấy server kia thì còn có tướng này nọ ha, còn con này thì mình thấy là nó phi vàng hơi nhiều nhưng mà tướng thì nó phi ít ha. Online 7 ngày mới có tướng nha các bạn. Game của con này thì cũng thân thiện.
Chơi game là trong những giờ phút mà thư giãn này nọ anh em chơi thôi. Chứ gì đầu thì lệnh đột phá, vậy mà anh để mãnh tướng nè, tào lao. Rồi, đây vào đóng vào cái túi nạp, cái này là cái gì vậy? Nạp mới được mà. Sự kiện nè ha, điểm danh. Điểm danh này nó của đâu? Quả điểm danh ngon ghê nè các bạn. 1 2 3 4 4 vậy là 10 10 triệu. Đù 1 2 3 này là gì ạ? Lĩnh làm mới hả? 3 4 5 6. 6 là 60 triệu. Đó là đù. Ghê hả? Cộng với cái này nữa là 70 triệu. Phải không? Phải không? Coi lại cái coi. Đúng rồi, đúng rồi. 70 triệu, ghê thiệt chứ. Đây online nè. Nó ra được 3 ngày rồi ha. Đây là ngày thứ 3. Nè tướng cam nè, ad nó nói được tướng cam gì đó biết đâu. Không biết nhưng mà ad nó nói là được tướng cam nha các bạn. Đó, nhìn chung là game bao nhiêu đó ha, phi bao nhiêu đó. Còn trận hình này nọ thì anh em vào tham khảo ha. Mình cũng không rành gì mấy cái con này lắm. Đâu rồi, chiêu mộ gì đâu rồi. Trời ơi, bấm qua bấm lại nó cũng vậy thôi. Rồi, giới thiệu tới đây thôi. Chào tạm biệt các bạn nha. Mình đi tìm game khác test cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần mà tích quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.